Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Làm Fitness rồi. Hôm nay tôi sẽ lý giải cho các bạn một cái vấn đề, đó là uống sữa đậu nành hay là uống sữa chua hay là uống sữa thì hả, nó các bạn uống sáng uống chiều có tốt cho cơ thể hay không. Nè, đây là cái sữa chua Long Thành hay gì, Lodamil sữa da ua. Rồi chúng ta coi cái thành phần dinh dưỡng trong này nha. Đó, các bạn thấy không? Thành phần dinh dưỡng nè. Đấy, thành phần dinh dưỡng rất rõ ràng là trong cái sữa Lodamil này 100g chúng ta có 92 calorie và cái bình này là 880, nghĩa là nếu mà các bạn uống hết cái bình này, em bấm 92 nhân với 88 giùm anh coi. 92 nhân với 8.8 được nhiêu? 92 hả? 92 nhân với 8.8. 92 nhân 8.8. 809.6. Rồi, một cái chai này là 809 calorie, nghĩa là khoảng 800 calorie hơn. Chúng ta có một cái quan điểm mà tôi muốn giải thích rõ với các bạn là các bạn đừng nghĩ những đồ tốt hay những đồ chất béo tốt là các bạn có thể dùng thoải mái, dùng bao nhiêu cũng không sợ mập. Điều này quan điểm nó hoàn toàn là sai nha. Chất béo cho dù có tốt như thế nào đi chăng nữa, nếu mà bạn dùng quá cái liều lượng cơ thể của bạn cần, ví dụ như cơ thể của bạn một ngày cái chỉ số trao đổi chất cơ bản của bạn nó chỉ cần khoảng 1.500 calorie, nghĩa là bạn cân bằng cơ thể, bạn không muốn mập, không muốn ớ mà ăn 1.500 calorie. Nhưng nếu bạn ăn những đồ chất béo tốt, bạn ăn lên 2.000-2.500 calorie thì giá nào bạn cũng mập. Đó, tôi giả dụ một ngày bạn ăn 3 tô phở, đúng không? Một bình quân một tô 500 calorie, 3 tô cộng lại là 1.500 calorie, rồi xong bạn đắp thêm chai này 800 calorie nữa. Nó ghi rõ ràng trên các thành phần dinh dưỡng của chai nè, nó đảm bảo nó chính xác. Thì nó đồng nghĩa với việc là bạn tới 2.300 calorie nó sẽ dư chất béo. Cho dù chất béo tốt, bạn vẫn tăng ký, bạn vẫn gia tăng cái lượng mỡ trên cơ thể của bạn. Bạn hiểu vấn đề không? Rồi, trong cái sữa đậu nành này á, sữa đậu nành này là Juni nấu ở nhà. 4 lít rưỡi sữa đậu nành nấu từ khoảng 500g đậu nành. 500g đậu nành nó cho một cái lượng calorie khoảng 2.500 tới 2.500 calorie, nhưng bỏ đi cái phần sát và phần tinh bột khá là nhiều, nên tôi này tôi không có công thức để tôi đo, nhưng mà tôi ước tính là một cỡ 4 lít rưỡi sữa đậu nành nha, các bạn mới có được khoảng tầm 2.000 calorie thôi, không nhiều hơn đâu. Nên là 4 lít rưỡi sữa đậu nành, nên cái việc các bạn nữ, đặc biệt các bạn nữ uống nhiều sữa đậu nành điều đó là tốt. Mỗi ngày các bạn uống tầm 500ml thì nó đâu có bao nhiêu calorie đâu. Cho 5 lít sữa đậu nành các bạn có 2.000 calorie, thì các bạn uống nửa lít sữa đậu nành các bạn cũng chỉ có 200 calorie thôi. Nhưng trừ ở đây là tôi tính cái trường hợp cái chai này nó không có đường em uống sữa đậu nành không đường được không Juni? Không. Tại sao? Nhẹt lắm sao? Thấy chưa? Vấn đề là bình quân các bạn uống 200ml sữa đậu nành, các bạn sẽ bỏ vô trong đó một cái lượng đường, nó rơi vào khoảng tầm 2 muỗng ăn cơm gì nó mới đủ ngọt, đúng không? 2 muỗng ăn cơm đó, bữa tôi đo nó khoảng tầm 40g đường. Đường 1g nó 4 calorie, tức là nguyên một ly sữa đậu nành 200ml thì nó chỉ được 500ml thì nó chỉ có 200 calorie thôi. Nhưng mà nếu mà để chúng ta uống theo cái khẩu vị quen, những người quen, đặc biệt phụ nữ thích ngọt ngào mà, đúng không? Đó, thì chúng ta là bỏ vô trong đó cỡ 40g đường. 40g đường chúng ta đắp vô đo một muỗng 40g, 2 muỗng 80g đường. Đó, 8 x 4 = 320 calorie. Đó, thấy chưa? Nghĩa là bình thường á, những đồ ăn với những người mà đang muốn giảm cân giảm mỡ là bị là các bạn nữ đó, các bạn phải hạn chế việc các bạn những cái đồ uống mà các bạn cảm thấy cứ lạ thì các bạn bỏ đường vô trong đó, các bạn bỏ đường vô các bạn giúp nó gia tăng lượng calorie rất là nhanh. Rồi quay trở lại cái vấn đề sữa chua, bởi vì sữa chua này cỡ 100g thì nó cỡ 92 calorie, nên nếu mà buổi xế, ví dụ như cỡ 3 giờ chiều hoặc là buổi sáng 9 giờ sáng hoặc là 21 giờ đêm, đó là những cái thời điểm mà các bạn nên nạp sữa chua vào. Sữa chua nó có rất nhiều lợi khuẩn, nó giúp cho cơ thể của các bạn tiêu hóa và ổn định hệ tiêu hóa, gia tăng cái trao đổi chất trong cơ thể của bạn. Nhưng nếu tôi nói rồi, nếu bạn đang muốn giảm cân giảm mỡ, bạn nặng cỡ 65kg, mức tiêu thụ calorie của bạn mỗi ngày cỡ 1.500, bạn muốn 1.500 tới 2.000 tới 1.700-1.800 gì đó, bạn muốn giảm cân mà ăn có 1.200 calorie thôi, thì bạn uống chỉ cần 200ml sữa chua mỗi ngày là nó rơi vào bạn cỡ gần 200 calorie rồi. 200ml sữa chua thì tất nhiên chỉ bằng có 1/4 cái chai này thôi, cái chai đó 200 nè, 400 nè, 600 nè, 800 calorie nè, đó.
bạn chỉ cần uống 1/4 của chai này thôi, nó là thế là được rồi, bạn hiểu không? Nghĩa là không phải, tại vì khi mà tôi huấn luyện cả một chương trình, khi tôi dạy học viên trực tiếp lẫn học viên online, có rất nhiều những cái sai lầm của việc ăn uống. Đó là các bạn chụp hình meal plan, các bạn gửi qua cho tôi thì đều là anh ơi em thích cái này uống ngon, cái này uống tốt, nhưng mà em uống lầm nửa lít luôn không, sữa chua mà uống nửa lít thì ổn được, nhưng mà nếu mà ngày nào bạn cũng uống nửa lít thì nó sẽ gia tăng cái lượng calorie của bạn. Tại vì trong này nó ghi rõ cái thành phần ở đây, chúng ta có cái phần năng lượng và chất béo, chất béo 3.6 và chất đường 20g chất đường trong này. Tại vì sữa chua bình thường người ta sẽ phải cho thêm đường một chút nó mới đủ ngọt để bạn uống. Nên các bạn hiểu một vấn đề ở đây, tôi muốn giải thích cho các bạn là sữa chua, sữa đậu nành rất tốt cho phụ nữ, cực kỳ tốt để gia tăng estrogen, nó giúp cho các bạn ổn định cái chu kỳ kinh nguyệt, nó ổn định mọi vấn đề về sinh lý hóa trong cơ thể của phụ nữ, nó giúp gia tăng phát triển mồng một đối với các bạn nữ đang ở trong độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên là nếu mà các bạn sử dụng không công bằng chất mà các bạn ăn quá nhiều cái đồ gì đó, cho dù là đồ đó là dinh dưỡng tốt, chất béo tốt, bạn vẫn gia tăng cái lượng calorie thừa trong cơ thể của các bạn nha. Nên hãy sử dụng sữa chua, sữa đậu nành với một cái liều lượng hợp lý, có uống chịu khó uống lại chút, hạn chế cái việc mà đưa vào cơ thể quá nhiều đường, để khi đường đưa vào cơ thể của bạn nó gia tăng cái mức insulin hấp thụ trong cơ thể của bạn rất là nhanh và nó gia tăng cái chỉ số hấp thụ đường, bạn sẽ quen với việc ăn ngọt thì bạn sẽ dễ dàng mất kiểm soát vào rất nhiều những cái món ăn, đồ ăn ngọt khác nha. Rồi chúc bạn ăn uống đủ, khoa học và hiệu quả nha. Sữa chua sữa nành rất tốt, nhưng hãy ăn một liều, uống một liều lượng hợp lý. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn nha.